ngày 18 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 287 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 87% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2024 đến nay là 2.289 ca. Các quận, huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao là quận 6, 8 và huyện Nhà Bè. Trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 136 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 7% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2024 đến tuần 15 là 2.585 ca. Các quận, huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao, gồm quận 1, 7 và thành phố Thủ Đức. Theo HCDC, hiện đang là thời gian cao điểm của bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Do đó, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Đây là bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, bệnh xảy ra quanh năm và thường gia tăng trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Bệnh tay chân miệng lây qua đường tiêu hóa, qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc với đồ chơi, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, bề mặt có chứa virus. Cùng ngày, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo, thời gian tới nhiều dịch bệnh ở trẻ em sẽ có dấu hiệu tăng nhanh như tiêu chảy cấp, viêm phổi và viêm tiểu phế quản. Nguyên nhân do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh có thể bùng phát thành dịch.